Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo sở ngành đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ nhân viên, người lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời City Group và Công ty Xăng dầu Petrolimex khu vực 5 nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10. Đến thăm Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương những thành tích, kết quả của doanh nghiệp đạt được trong 13 năm qua, đánh giá cao tính năng động, sáng tạo và hiệu quả đầu tư của đơn vị, ghi nhận những đóng góp to lớn của Sinh Group trong sự phát triển chung của thành phố, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch quốc tế, nhất là những đóng góp của đơn vị trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng và mong rằng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy, thể hiện rõ vai trò thế mạnh của mình, vượt qua khó khăn hiện tại, tiếp tục có những bứt phá trong thời gian đến. Lãnh đạo thành phố cam kết luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tại Công ty Xăng dầu khu vực 5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận vai trò của Petrolimex trong sự nghiệp phát triển của thành phố, đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân viên, công ty đã tiếp nối truyền thống các thế hệ đi trước, không chỉ trong sản xuất kinh doanh mà còn trong công tác xây dựng đảng. Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực đã gửi lời chúc mừng động viên đến toàn thể người lao động Petrolimex, ghi nhận những kiến nghị của đơn vị, lãnh đạo thành phố và các sở ngành sẽ tạo mọi điều kiện để Petrolimex mở rộng mạng lưới phân phối, đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, đúng định hướng quy hoạch chung của thành phố trong thời gian đến.